man ein Kind dem Verein lang gern. Mỗi anh cất tiếng gọi. Thank you.
chuyện tình yêu của Bảo Ngọc và Nhật Tân kể từ cái thỏa ban đầu ấy, khi anh đưa mắt nhìn em qua tấm gương. Khi em đưa mắt nhìn em qua tấm gương, ta đã gặp nhau bối rối thật lâu. Đêm nay dường như những ánh mắt muốn đi kiếm tìm nhau. Anh muốn nói với em những điều thật lớn lao, sẽ luôn ở đây nơi tim anh tình yêu bất tận. Phút giây anh nghẹn lời vì biết em yêu anh, và anh sẽ là người đàn ông của đời em. Anh đã mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ. Vì yêu em, ngày mai anh thêm vững bước trên con đường dài. Em có nghe mùa đông những ngọn đèn vàng